tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi, sớm mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn, yêu làm nhau cho nhau biết bao là ăn chăng. Bằng lát xin gần đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ai sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Bà con xa cũng bằng lát xin gần đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ai sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Qua đây. Nhanh lên coi cái gì vậy trời. Hùng ơi Hùng, Hùng nói nghe nè. Anh sáng giờ anh tìm em để gặp em anh chúc mừng. Nói chung là chúc mừng em nhiều nha. Chuyến này về là thành công rực rỡ, là làm rạng danh cả cái chung cư ngôi sao xanh của mình. Nói chung là mọi người đang đặt hy vọng vào em, đặt hết tất cả niềm tin vào em. Cố lên. Anh Tuấn chúc mừng em gì vậy ạ? Trời giấu hoài. Cái chuyện mà em đi tu nghiệp cả chung cư biết hết rồi. Trời ơi, có gì đâu mày giấu. Ủa, em tính là chừng nào em đi? Em cũng đang muốn đi sớm đây. Mà bao nhiêu công việc phải lo này, nhà cửa bao nhiêu việc nữa. Rồi nói chung nè, bây giờ vậy đi, đừng có nghĩ ngợi gì hết. Em cứ đi thẳng qua bên đó, em học đúng không? Xong rồi em đem cái kiến thức đó, em về em dạy lại cho anh ha. Anh đùa em à, em với anh nghề khác nhau mà, làm sao mà dạy được. Trời, khác thì khác, nhưng mà anh sẽ đem hết tất cả cái kiến thức đó, anh việt hóa lại, anh chuyển về đây, anh áp dụng vô cái ngành bảo vệ của anh. Rồi, có gì bè em sẽ chia sẻ cho. Nhớ đó nha, nói mà không chia sẻ là coi chừng với tôi. Thôi, chiều cái gì? Anh Tuấn bảo trọng nha, em có việc phải đi trước đấy ạ. Nè, mẹ chưa nói con bỏ đi vậy, nè, con nhắm hay chưa, con trốn mẹ luôn thì con trốn hay chưa, tại sao vậy, con vừa thấy mẹ, mày cánh ra đang chửi con tao mà, nè, mẹ nói cho con biết. Bình tĩnh lại cô ơi, cô bình tĩnh lại cô. Ủa tự nhiên cái gì mà cô la nó dữ vậy? Ủa, la hả, tự tôi không biết hả, mấy ngày nay ha, nó xin tôi là cho đi tu nghiệp nước ngoài ha, tôi không cho, nó nói là tất cả mọi người ai cũng ủng hộ nó hết, té ra là cậu. Cậu là người là nói giá tôi vậy. Cậu là một người mà gọi là cái người cái gì mà người là vẽ đường cho hú chạy. Cô nói gì vậy, thấy ghê cô. Con là con đang vui, con đang chúc mừng cho em nó, rồi ủng hộ nó đi thôi. Cậu có biết cậu lại thì cậu hại nó. Nè, học cái gì hả? Bây giờ ở đây nè, đang có cái việc làm ổn định, nghe chưa? Lương hướng đồ ổn định, có vợ có con đề huề hết rồi. Tự nhiên giờ bỏ hết tất cả, đi học. Đi học làm cái gì hả? Học rồi về nhà có làm được hay không? Tại sao lại phải học, đúng không? Trời ơi, cô không nghe ta nói hả? Học là học nữa, học mãi, học cả đời luôn. Học không bao giờ là thừa. Con nói thì với cô biết á, bây giờ nó giỏi rồi nhưng mà còn quá trẻ. Nó muốn là nâng cao hơn nữa thì phải đi học. Mà học ở đâu? Học ở nước ngoài. Đó, chuyên tâm vô mình học một chỗ một thôi. Nếu mà bây giờ nó là học lúc nào cũng học phải không? Dạ. Kiến thức là vô tận phải không? Học ở đây cũng được. Nghe, học ở nước ngoài hay là học ở đây cũng là học. Tại sao không học ở đây? Nè, với lại một vấn đề rất là quan trọng. Nó là cái gì? Nó đã có vợ con rồi. Nó không còn trai trẻ nữa, nghe chưa? Nó là một cái kinh tế chính, là một lao động chính trong gia đình này rồi. Bây giờ nó đi học, rồi vợ con nó tương lai như thế nào? Cậu tưởng tượng đi, nha. Rồi đây nó cứ đi học. Nó học ở bên nước ngoài. Tiền bạc ở đâu mà phải gửi qua cho nó? Thế là vợ nó là phải buôn bán tảo tần. Buôn bán tảo tần rồi vợ nó không đủ tiền. Vợ nó phải bắt tôi là bán nhà, bán cửa để lo cho nó đi học. Nó học hành xong rồi, nó vẫn chưa đạt, nó vẫn chưa có quả là lại học tiếp tục. Rồi nhà cửa đâu là bắt buộc là mẹ con tôi ha. Mẹ chồng nàng dâu là phải đi mướn nhà ở. Mướn nhà ở rồi lấy cái gì làm ra tiền, phải đi ăn xin. Rồi nghĩ đi, còn tôi phải làm cái gì? Tôi phải đi bán ve chai, tôi phải đi lượm ve chai. Rồi thằng Bảo Bảo con tôi thế nào, cháu tôi thế nào, nó phải cầm tờ vé số để nó đi bán vé số, nó kiếm tiền, nó phụ. Trời ơi, học làm gì đều để cả gia đình phải như vậy. Trời ơi trời, cô ơi, người ta đi học là thấy một tương lai sáng, còn qua tới lời của cô là con thấy tâm tối luôn đó cô. Chứ còn cái gì nữa? Cô ơi, sao cô nghĩ tiêu cực như vậy, cô phải nghĩ tích cực lên. Cô cứ phải nghĩ đi, nhiều khi nó đi học về đúng không, nó đạt được một cái hả
cái chính trị cao hơn, rồi một cái kiểu như cái bằng cấp cao hơn, về làm ở một công ty lớn hơn, chức vụ lớn hơn, rồi tiền lương hàng tháng nhiều hơn. Cuối cùng cái tiền đó của ai cũng về cô, đúng không? Con sẽ làm tất cả gì hả? Vì nuôi mẹ nè, nuôi vợ, nuôi con. Con phải nghĩ tích cực lên chứ. Không, cái đó là cậu nghĩ thôi nghe. Nói chung là bây giờ ở bên nước ngoài là xa lắm nha. Cái xa lắm, đã là cái tương lai xa lắm rồi, mình sẽ không bao giờ nghĩ tới. Nói tóm lại là tôi không ủng hộ con tôi nghe. Và tôi yêu cầu cậu đừng xen vào chuyện gia đình của nhà tôi. Đây là chuyện gia đình của nhà tôi, nghe chưa? Đừng có phải biểu đó làm những cái điều mà gọi là trái với lương tâm như vậy, hiểu chưa? Ủa, hai cô cháu có chuyện gì mà tranh cãi dữ dội vậy hả? Đây là quán cà phê thanh xuân nha, lúc nào cũng phải tươi trẻ thanh xuân, không có cái chuyện mà quạo ở đây nha. Vui vẻ không quạo. Tôi á mà nói ra hả, chẳng những mà chị không quạo nghe chưa, mà chị còn nhảy đổng lên trời nữa kìa. Rồi chuyện gì dữ vậy? Chị bình tĩnh đi mà chị nghe tôi nói nè nha. Lúc nào thằng Tuấn là cái thằng security nha. Đúng cái rồi. Thằng bảo vệ chung cư. Mà nghĩ làm sao vậy hả? Cái gia đình nhà mình sắp sửa, gia đình của con mình á là con gái chị, con trai tôi á, sắp sửa tan rã bởi vì kẻ thứ ba. Mà kẻ thứ ba lại là nó đó. Cô... Trời ơi Tuấn ơi. Dạ. Cô thất vọng về con quá. Đó thấy chưa. Tại sao? Tại sao con có một lối sống bằng hoài vậy con? Ủa? Tại sao con lại chen vô gia đình của con Nhã Quang như vậy? Đó. Mà con Nhã Quang tôi nó cũng tệ thiệt. Tại sao bữa nay nó lại có một gu lạ như vậy? Trong khi con rể tôi nó đang đẹp ngời ngời như một tráng sĩ vậy mà chuyển sang yêu một người. Trời ơi. Ý con phải chê con xấu. Không phải vậy thôi. Không phải là về phía con gái chị mà về phía thằng con trai của tôi kìa. Dạ. Trời đất ơi. Lẽ nào thằng Mạnh Hùng nó lại là giới tính thứ ba? Ôi trời, con làm rồi. Thôi bây giờ vậy đi, tôi mời chị Xu qua đây nghe. Tại chị nói gì đâu mà đi gì, kiểu mà giận Nhã Quang có người thứ ba. Rồi tôi tưởng vậy, rồi bây giờ nhảy Hoàng Hùng. Rồi bây giờ cô Hương giải thích lại giùm con đi. Chị ngồi qua đây đi. Chị với tôi sẽ là một phe, bởi vì chúng ta là những người mẹ bất hạnh. Là bởi vì thằng này. Chị nghĩ làm sao vậy nha? Vợ chồng của thằng Hùng, hai vợ chồng nó sống hạnh phúc với nhau. Bên cạnh thằng Bảo Bảo chị. Đúng rồi. Đứa nào cũng có một cái kinh tế rất là ổn định dễ thương. Đúng rồi. Vậy mà thằng này nè, nó nở lòng nào, nó ủng hộ thằng Hùng con trai tôi đi qua bên nước ngoài để học. Chị coi coi, tự nhiên là lương hướng đang ổn định nhà, rồi vợ con đang bên cạnh là đùng một cái bây giờ nó đi qua bên nước ngoài nó học. Học bao lâu mới xong hả? Mà nước ngoài nó xa cách trở biết là bao nhiêu. Rồi thay mặt cách lòng thì làm sao mà thằng con trai tôi mấy bữa nay là nó đòi đi, tôi không cho đi. Thằng này ủng hộ nè, thằng này xúi nè. Đó thì con ủng hộ thôi đó, mà cô Hương nói con là chia rẽ rồi người thứ ba này nọ đó. Cô tức không? Cô phải nói giùm con một lời chứ. Cần ai nói hết. Đó là con trai của tôi, bây giờ nói tóm lại nha, cậu đừng xen vào chuyện gia đình nhà tôi và tôi không đồng ý. Con không biết cô phải mẹ ruột không nữa. Mẹ ruột cái mẹ ghẻ. Mẹ đó, bây giờ con vô con xử chuyện này đi đó. Mẹ, con thấy là cho chồng con đi học đi. Chứ thời gian đầu tuy là khó khăn một chút xíu, nhưng mà sau này lúc mà chồng con về thì nó sẽ tốt hơn mà mẹ. Dạ đúng. Trời ơi. Ủa con là vợ mà con. Bây giờ tại sao con nghĩ đơn giản vậy? Con chỉ nghĩ đơn giản là khía cạnh bản thân của chồng con thôi nha. Nhưng mà con nên nhớ, ở chồng con thì con là cả một gia đình. Cả một gia đình nghe chưa? Là nó còn cái chung chung nữa, hiểu không? Mẹ, con ủng hộ chồng con đi học. Dù sao đi nữa thì con cũng có thể phụ giúp chồng con trong cái quá trình mà chồng con đi học. Rồi con gánh vác gia đình. Đơn giản vậy thôi. Làm sao đơn giản được? Con nói đơn giản quá. Bây giờ tôi hỏi chị thêm, bây giờ tôi tức quá chị. Bây giờ học phải không? Học ở đâu mà không được hả? Học ở nước ngoài. Vậy thôi thì học ở đây đi. Mình vừa học vừa làm, mà kinh tế gia đình vẫn ổn, mà vẫn gần vợ gần con. Đúng không? Thôi. Nói đủ chưa? Rồi đủ rồi, tôi mệt rồi. Chị nói phụ tôi đi. Bây giờ nè, tôi đứng cửa giữa tôi phân tích nè. Đó. Ha. Cái chuyện mà chị cấm cản con chị đi học là sai. Sai hoàn toàn luôn ha. Con của chị bây giờ nó lớn rồi, nó cũng đã có gia đình rồi ha. Thì cái chuyện đi học là cái chuyện quá chính đáng luôn. Là vì sao? Kiến thức là nguồn vô tận. Đó, đã quyết định như vậy thì chị phải tôn trọng cái quyền quyết định của nó. Nhưng mà chị có biết là đi học nước ngoài là rất là khổ sở, rất là chật vật, chị biết không? Thì từ từ, thấy không? Mới đầu thì chật vật, sau đó nó sẽ thích nghi thôi ha. Tôi lo đây là lo cái chuyện tương lai gia đình của nó nè. Đó,
Dạ. Đó, cái chuyện đi học là cái chuyện quan trọng nhất. Đây 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 đó, ừ. Đó đây, đây đây. Tại sao khi nói vậy, khi nói ngược lại vậy nè. Bây giờ cái chuyện đi học nó ra nước ngoài nó học nè. Ờ. Rồi tiền bạc ở đâu mà cung phụng cho nó đi học? Rồi bây giờ cái kinh tế gia đình nè, rồi còn thằng Bảo Bảo nữa. Thằng Bảo Bảo còn phải đi học chứ. Chẳng lẽ giờ cho nó bán vé số? Trời ơi. Thôi chị ơi. Trời ơi, nói vậy mà không phải vậy nha. Chẳng qua đó là bà sợ nó qua bển nè, nó chật vật nè, nó khổ nè, rồi nó cô đơn nơi nước ngoài nè, nơi xứ người. Có nghĩa là nó tóm là chị chỉ lo cho nó thôi, chứ còn kinh tế, trời ơi, bà nuôi 10 thằng Bảo Bảo cũng được nữa, phải không? Sao biết? Trời ơi, tôi đó nè, tôi làm mẹ rồi, tôi làm bà ngoại rồi, cho nên là tâm lý đó tôi hiểu lắm. Nếu vậy thì mẹ đừng có lo, khó khăn cỡ nào vợ chồng con cũng vượt quá trơn á. Ủa nó nghe nè con là vợ nó mà con. Con không sợ là con kia chồng con đi học bên nước ngoài vậy đó. Rồi mai mốt nó thành tài đó con. Nó thành ông này bà nọ, nó lấy con khác làm sao? Nó lấy người khác bên xứ người rồi nhập quốc tịch ở bên xứ người thì làm sao? Con làm vợ tại sao con không cản, con lại ủng hộ? Trời ơi mẹ. Chị ơi, chồng của con biết mà, ổng chung tình lắm. Với lại cái thời gian tu nghiệp ở bển nó cũng ngắn nữa. Đúng rồi. Chị, thời buổi giờ hiện đại lắm. Nó không giống như tụi mình ngày xưa mà hòn giọng phu đâu. Khi nào cũng trông chồng đi làm về, rồi ở nhà hả thui thủi, lo âu, nơm nớp, đó. Không có đâu, bây giờ tụi nó rất là hiện đại, với hơn nữa tụi nó muốn thăng tiến cùng nhau để xây dựng một hạnh phúc gia đình. Đúng rồi cô, bây giờ mẹ ủng hộ đi cô, có đồng ý đi, tương lai nó tươi sáng hơn cô. Dạ. Những gì? Tự nhiên bây giờ mấy người chống đối tôi vậy, giống như là tôi là tội đồ thiên cổ vậy. Sao? Cho chồng con đi học nhưng mà mẹ. Thì mấy người ủng hộ nó, không lẽ là tôi chống đối nó. Đi thì đi. Yeah. Con cảm ơn mẹ hả? Tại sao hồi nãy là mẹ dạy con mà con bỏ con đi vậy hả? Con coi thường mẹ quá. Mẹ đã nói là nếu mà con đi được con đừng vòng lại gặp mẹ. Tại sao bây giờ con vòng lại con gặp mẹ? Hả? Hương ơi, Hương có tuổi rồi Hương. Nha. Nha, dạ. cái nết bình tĩnh lại chút nha. Hồi nãy nó đây nè, cái tôi vừa nói nó bỏ chạy, nó không cho tôi nói lời nào. Rồi bây giờ tôi ủng hộ nó, cái nó nhào vô mà có tốt không? Thì đó, cái chuyện đương nhiên là vậy rồi. Trời ơi. Cô cứ la vậy, nó sợ nó chạy đi là đúng rồi. Nó nghe là tụi con, đó, về vấn đề kinh tế là không thành vấn đề nữa. Có mẹ con lo. Bà gài với bà. Tôi đó, tôi lo chung nữa nè. Con đỡ hai mẹ. Cho nên bây giờ tụi con cứ làm theo ý định của tụi con đi ha. Cha mẹ chỉ cho lời khuyên thôi, phần còn lại là quyền quyết định của tụi con. Đúng vậy. Mẹ. Đi đi, phải đi đi. Anh tin là cái tương lai của em sau này nó sáng lắm, sáng rực như một bầu trời vậy đó. Đi thì đi chứ, còn con á phải lo chăm sóc con của con đàng hoàng. Ôi thôi, chăm sóc con để cho hai bà chăm sóc. Yeah. Rồi sau đó, rồi giờ đi qua bên bển á, học hành á, rồi cho ổn định chỗ ăn, chỗ ở, chỗ phòng, chỗ học, chỗ hành nghe chưa? Rồi làm giấy tờ bảo lãnh mẹ qua. Ủa, tính đi học không cô? Đi hả? Ta mẹ. Tuổi này ta học làm gì? Mẹ phải qua mẹ coi chồng con ăn học sao, rồi ăn ở sao, rồi chỗ ở có đầy đủ tiện nghi không? Rồi có thiếu thốn gì không? Với lại mẹ phải đi đây đi đó cho biết cái gì ta? Đúng rồi, hợp lý mà. Thôi nha, sẵn ấy không ấy em bảo lãnh anh luôn nha. Với lại vợ anh, đứa con nữa. À, có ông chú với bà dì dưới quê mới lên chơi luôn, sẵn bảo lãnh cho tụi anh đi hết luôn nha. Nè, trời chi ít vậy, bây giờ nè, tập trung đi nghe chưa? Mình ghi một cái danh sách dòng họ gia phả hai ba đời, mình gom lại một là một, mình đưa cho nó để làm cái tờ bảo lãnh luôn nha. Dạ con, lát làm gì bảo lãnh hết giùm anh nha. Thôi dẹp đi, con là người ngoài thì còn đây người ta xui gia nè. Nè, có gì nè, cho mẹ đi nữa con. Mà mẹ với dượng ba con đi nha. Lúc này là mẹ không thể nào tách rời khỏi dượng ba được, hai vợ chồng đi luôn nha. Trời, có gì tôi với bà đi luôn. Mọi người đang nghiêm túc á hả? Chồng con đi tu nghiệp chứ không phải đi lập nghiệp đâu. Thì trước là tu nghiệp, rồi biết đâu qua bển học nó thành tài, nó lập nghiệp rồi mình qua bển mình ở luôn. Đúng rồi. Giỡn vậy thôi.